Xin giới thiệu mọi người, đây là món gà nướng nha. Đấy, gà nướng đang chín vàng rồi nha. Đấy. Lúc nãy mà than nó nóng thì mình để nó cao lên. Thế bây giờ than nó đang đỡ nhiệt nóng thì mình lại cho thấp xuống. Đấy. Đấy, thấy không, mỡ mỡ chảy hiểu không? Cái bề mặt và da nó hơi cháy một tí không sao cả. Nó phải như thế thì ở trong nó mới chín nó mới ngon. Đấy. Đã nhìn nhá, đấy. Thấy không? Đấy, thấy không? Đấy nha. Gà đang nướng ở một khu vực rất là rộng. Vườn chè. Đấy. Chỗ vườn chè. Thấy chưa? Đấy, chỗ vườn chè. Thấy chưa? Khói. Khói chưa? Đấy. Thấy chưa? Đấy, thấy không? Thấy không? Thấy không? Ấy, rất là ngon nhá. Món gà rất là ngon.